Xin chào đến với kênh chia sẻ kiến thức và cập nhật tiến độ công trình của Louis. Tiếp tục phần 2 cập nhật tiến độ dự án cải tạo căn hộ tại Oppo Tower. Như ở số trước, Louis đã tiến hành tháo dỡ và thi công phần thô, còn nay bước vào giai đoạn lắp đặt nội thất. Nội thất là một phần quan trọng của một căn nhà, quyết định nên phong cách sống của gia chủ. Bước đầu tiên là khâu thiết kế. Louis sẽ thảo luận với gia chủ về phong cách thiết kế, vật liệu, màu sắc, bố cục, rồi sau đó sẽ dựng lên phối cảnh 3D, sau đó trình chủ nhà. Nếu chủ nhà muốn thay đổi về bất cứ thứ gì như vật liệu, màu sắc, Louis sẽ làm đến khi chủ nhà ưng ý về mặt thiết kế. Đến với giai đoạn thi công, cần phải lắp đặt nội thất một cách chính xác. Đây là một quá trình không dễ dàng, nhưng với đội ngũ nhân lực tay nghề cao của Louis sẽ luôn đảm bảo chất lượng và đúng tiến độ đề ra. Bước thi công đầu tiên, xác định vị trí của nội thất. Sau khi vận chuyển nhiều loại nội thất từ xưởng đến là bước sắp xếp và định vị vị trí của các loại nội thất. Có thể sử dụng nhiều loại máy móc và dụng cụ để đo đạc như máy laser, thước, bật mực định vị. Bước 2, lắp đặt nội thất. Đây là công đoạn đòi hỏi người thợ phải tỉ mỉ và cẩn trọng trong từng thao tác để các khay tủ, miếng ốp, kệ phải đúng kích thước, công năng sử dụng. Với phòng khách, được thiết kế với màu tối cho cảm giác nhẹ nhàng. Còn với phòng có con nhỏ, rất nhiều màu sắc lung linh luôn. Bước 3, kiểm tra nội thất. Sau khi lắp đặt xong, bạn cần phải kiểm tra nội thất để đảm bảo rằng nó đã được lắp đặt một cách chính xác. Nếu bạn thấy có bất cứ vấn đề gì, cần phải sửa chữa ngay lập tức. Do nội thất ở căn hộ này khá cầu kỳ nên sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Louis sẽ dành video khác để show toàn bộ cảnh hoàn thiện sẽ lung linh như thế nào nhé. Hẹn quý vị ở video số sau.